Chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh. Mấy hôm nay thì mình coi cái mặt mày của Linh nó đen thui hết rồi cả nhà ơi. Mấy lần trước còn dùng mỹ phẩm đồ trang điểm đồ để cho mọi người coi mặt mày đẹp đẽ, nhưng mà ở đây mấy ngày rồi xong là ở ngoài vườn như vậy nè, đồng trong đồng không hiu quạnh như vậy nè, chỉ có một cái dù đi che thôi thì da nào mà chịu nổi ha cả nhà ha. Nhưng mà kệ đi, mình đi chơi mà. Bây giờ thì Linh quay cái cảnh mà người ta ráp máy bay cho mọi người coi nha. Họ đang ráp máy bay. Linh quay lại đây không thông kịp đó. Ngoài những chiếc máy bay mà đã để sẵn và mỗi sáng á, mình đẩy ra đẩy vào, thì họ có những chiếc máy bay để trong cái hộp như vậy. Mà lần trước Linh tới á, thì Linh nói với mọi người là cái đuôi máy bay, thì đúng là một phần nó chứa cái đuôi máy bay, nhưng mà cũng có cái phần là chứa cái thân máy bay luôn nha cả nhà. Thì khi mà có nhiều người đăng ký đi học á, thì họ phải xuất thêm máy bay, và vì vậy họ sẽ ráp máy bay ở đây vào buổi sáng. Mọi người thấy không? Đây là cái thân ở cái chứa phần máy bay đó, đó chứa một cái phần thân và cái cánh của nó luôn trong cái hộp như vậy nè. Đó. Và bây giờ họ đang ghép máy bay đây. Mình làm đi con, mình quay nhanh lên. Không thôi mình trễ. Good morning. Đó 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 đó, đang đó, đang ráp đó, đang ráp đó. Goed, iets naar voren. Naar voren, naar voren, naar voren. Naar voren. Omhoog, graag. Ja, iets naar voren en iets omhoog. Kun je een beetje rommelen? Kun jij eventjes naar die tip gaan in plaats van Paul? Paul, even steek op kijken. Ja, even laten. Jij laat het allemaal los. Paul, hij neemt het even van jou over dat jij even wil kijken hier. Phải có một người chịu cánh bên kia nha cả nhà. Nói chung là mình nói cái mình thấy thôi, chứ mình đâu có biết rõ được. I just say what I see. I forgot to welcome you to my channel. Beside the completed flights, we also got an extra flight when they have more customer. For example, today they got about 10 extra customers to come to fly with us. So they need to have more airplane. That's why they need to put the flights, put the park together. This is the, they are the box. And they are putting together now. Mình phải đứng xa xa ra, không thôi trúng người ta kỳ lắm. Sorry, I have to take the distance, otherwise I will disturb their work. Just go to another place to see the box of the flight. Mình đi tới chỗ kia mình coi cái thùng đựng máy bay nha. Không rài ở quay ở ngoài không à, không có quay ở trong. Đây là một cái gì Linh không biết, tới trễ rồi. Chắc cũng là một cái thùng đựng máy bay luôn á. Another box, another tire box. And this one, see what he's doing now. Thấy hay ha cả nhà ha, trời ơi, đúng là càng ngày càng học được nhiều thứ, thích lắm.
I really like my diversity life. Bây giờ là máy bay không có cánh nha. It is just a body of the flies without wings. Coi cái kia gần xong chưa? It's not really done yet. But so far so good. Mấy chú đó nói còn ba cái nữa, thoải mái quay đi. Mấy anh chứ mấy chú thì mình cứ tưởng mình trẻ trung, mình già rồi, trẻ trung gì nữa. Dạ, yeah, ok. Lo tám với các chú ở cái anh kia. Anh cũng ở gần thành phố của mình luôn. Đó, bây giờ là cái này ráp cái kiểu khác nha cả nhà. Cái máy bay này là cho một người ngồi, cho nên cái cánh nó ráp như vậy. Còn cái máy bay hồi nãy mình coi á là cho hai người ngồi, là dạy dạy người học hoặc là chở người đi chơi á, giống như dạy cho nên học vừa rồi á, cho nên sẽ ráp khác. Bây giờ đây họ kéo cái cánh ra đây, mình phải đứng xa xa tí, ngồi chúng mình bị la chết. Linh nó là muốn quay cái cảnh này lâu rồi á, mà tới bây giờ mới quay được, nhưng mà đỡ hơn là không bao giờ, đúng không cả nhà ha? I want to record this type of movie long ago, not long ago, yeah, just begin of the course, but I have to wait until now. Anyway, we are here. No, no, no. Ủa, xong rồi đó. Nhanh kinh khủng. It's done. Very fast. Hèn chi Linh thấy mấy lần trước cũng có khoảng 2-3 ngày có nhiều khách, thì họ đem máy bay này ra, xong Linh nói thôi để Linh đi quay, rồi quay qua quay lại thấy họ xong hết trơn rồi, thì ra hôm nay mới thấy là họ làm nhanh như vậy. Chỉ có những cái máy bay mà giống như là cho hai người thì hơi lâu một chút. As I told many times I want to record, but they have done very fast, and I when I showed them arrive, I said, okay, I will record it today, and just flash my eyes. This they have done, so I miss many days. No, luckily, I can do it today. Another. Trong vòng chưa tới 10 phút
Nãy giờ mọi người thấy là Linh có cắt một tí, nhưng mà cắt một tí là lúc chờ người ta thôi, chứ không phải là Linh cắt vì họ lâu nha. Cho nên cái clip này dài, nếu mà clip này mình thấy á, thì họ ráp một cái chiếc máy bay thì chỉ trong vòng chưa tới 10 phút nữa là đã xong một chiếc rồi. Within 10 minutes they can what is it? They can set up one flight. Cái chú đó đang gắn kính của máy bay, cái nắp á. Mấy chú đó lù bù lắm, mình mà tới quay là thế nào mình cũng bị la luôn á. Quay xa xa thôi. Bắt đầu coi cái cánh nó có cân bằng hay không. They are checking whether the flight works well. Những người này là tình nguyện viên đó cả nhà, mà họ làm việc rất là nhiệt tình. Cái tình nguyện viên ở Hà Lan đó nha cả nhà, họ làm công việc rất là nhiệt tình luôn. Cái công việc mà mình thấy nặng nhọc giống như cái việc trả tiền vậy đó, nhưng mà họ không hề lười nha. Khi mà họ nhận là họ sẽ cực kỳ có trách nhiệm. Mấy chú này còn nói chuyện mấy anh chứ, có đứa còn trẻ hơn mình, nó cũng quen miệng nó là chú. Đây mới là chú nè. Còn cái chú kia đang ráp, đang chỉnh máy nữa chứ, chú xa xa đang ngồi đó. Bây giờ ai mà tóc bạc hoặc là không có tóc á, thì mới là chú. Còn nếu không là anh em hết rồi. Sáng sớm như vậy là kiểm tra lại hết nha. Chất lượng máy bay, chất lượng xe kéo. Chưa xong. Chiếc máy bay này ráp hơi bị lâu. Chiếc này thì dễ hơn, chỉ cần gắn cái cánh vào là xong. Khi mà mình trở thành một cái thành viên chính thức sau 100 giờ bay, 100 giờ học đó, thì cả nhà biết không, mình sẽ được tự lái và mình lái mấy cái chiếc này đây, mấy chiếc nhỏ nhỏ này đây. Đến một ngày nào đó Linh sẽ tự lái cái chiếc này. Rất là mong chờ đến ngày đó. After 100 lesson, we could drive along in those single airplane. Rồi, lắp thêm một chiếc nữa. Chú này đi tìm gì đây? Không biết. Chưa đuổi mình đi ra khỏi cái khu vực này là may lắm rồi đó. Quay cái sợ máy hết pin chết. Hổm lại quay ba máy luôn cả nhà. Cứ cắt cứ ghép, cắt cứ ghép, quay cái này thích rồi xong rồi cái nó bị hư hoặc là nó chưa đạt theo yêu cầu của mình á thì mình lại phải bỏ.
xong nhanh ha. Bên đây mấy chú này xong chưa? Đi lại lén lút quay coi. Cái chiếc máy bay này khó lắp rồi, khó lắp hơn á. Ồ, cái chiếc này nói hai người phải không ta? Đúng rồi, hai người, cho hai người. Bên đó cũng đang kiểm tra cánh. Mấy cái chiếc đậu sẵn ở đây nè thì sáng kiểm tra sơ sơ lại thôi, còn mấy cái chiếc mà phải lắp ráp á thì kiểm tra rất là nhiều. The flight stands in front is just like that. Don't need to be checked carefully. They also have to take a look at it every morning, but take less time than another. Ôi, chủ đề đang nói điện thoại, mình phải nói xa xa ra, không thì mình lại nghe lén cái chuyện điện thoại của chú ấy. Mình đi chỗ khác đó. Ở đó người ta cũng, cái chiếc hồi nãy mình quay đó thì cũng đang kiểm tra máy và lắp cái ghế vào. Linh thích quay một cái shot là dài như vậy nè. Mình cắt ghép á, nó Linh thấy nó không có mượt lắm, Linh không thích lắm. Cắt như quay một cái shot dài như vậy thì nó có nguyên cái câu chuyện của nó luôn. Rồi bắt đầu đẩy ra. Chiếc này là chiếc mới nữa đây, không biết là chiếc gì, chiếc xe nha cả nhà. Hôm nay mới thấy á, không biết chiếc đó để làm gì. Rồi thêm một chiếc nữa. Mình nhìn thấy cái chiếc máy bay này á, mọi người nghĩ là nó nặng, nhưng mà khi mình đẩy thì nó nhẹ hiu ha. Before touching the flies, I thought they are heavy, but actually, when we boost them, they are very light. Not very difficult to boost them forward or backward. Mấy chú này lây hoay nãy giờ chưa xong. Linh có thấy một cái khu làm máy bay nữa nha, kế bên luôn, nhưng mà Linh không biết là người ta có cho mình vào quay hay không. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Và bây giờ thì mình đi vòng vòng, mình quay cảnh thôi. Cảm ơn cả nhà nhiều nha. Thanks for watching and following me. Have a nice day. See you in this clip. I just walk around and record some nice view for you if you want to take a look at it.
Yeah, come on.
Volgens mij komen we. Ties, als je weet of er nog mee wil eten, kun je ook een keer mee zijn. Ja, mijn auto is terugrijd. Dan even kijken hoor. Ik ga over. Waarom op jij? Wij gaan hier fixen dat ding? Ja. Oostenrijk, die auto? Ja. Hier de fixe bus. Mọi người có thấy không? Đó cũng là một cái chiếc máy bay ở trong cái group của Linh nữa đó. Đâu rồi? Cái kính này nó kín lắm cho nên không có thấy nhiều. Máy bay kia nó bay cao hơn. Ở dưới có một chiếc máy bay nó đang đáp. Tafel met z'n allen passen, dan kunnen die bankjes ook wel weg, ja toch? Ja, ik weet alleen nu even dat het misschien niet handig is met de tent. De tent ja. Heeft hij een zak of zo? Ik heb die... Nee. Gewoon dichtkouwen en rechts in de hoek. Ja, en die stoelen moeten dan even klein en dan past hij daar en dan kan dat touw wat op de grond ligt, kan er omheen. Oh, dat is gelijk achtergelaten. We moeten buiten omheen. Ja, één keer een lusje eromheen. Dan valt hij niet meer op. Die stoel zetten we heel even daar neer. Dan zetten we die tent daar in de hoek. En dan zetten we de stoelen daar er tegenaan. En dan kunnen de banken weer hiervoor langs waar de stoelen nu staan. Omdat we gisteren moesten harden. Die mag binnen. Ja. Heb je zin om even te helpen? Moeilijk hoor. Zoals we gisteren in elkaar halen. Er zit, je hebt zeg maar, dit is wat je zegt. Even als balletje. Toon en intonatie.
de dek zelf. En hier, dit zo'n stukje. Wat het tegenspreekt. Snap je? Wat spreekt het tegen als het wel bewaard is? Heel even uitleggen hoe iemands toonhouding en... Is al niet heel makkelijk. Maar ik ben gewoon een waard. Ja, ze hebben me uit de vriendengroep gezet omdat ik te raar was en ze zich schaamde over mij. Ik moet gewoon. Oh, nee. Ja, maar bij jou hebben ze je er gewoon uitgezet, of niet? Ja, bij mij zeiden ze op een gegeven moment we hebben betere vriendengroep dan succes. Oh nee, tegen mij hebben ze gezegd, hebben ze mij uit de vriendengroep gekeken. Nee, het was, ze gingen met z'n allen samen en mij niet uitgezet. Boven de snelweg staat, dan hoor je meer geluid van auto's, van de lucht die ze wekken, dan van die motoren van die auto's zelf. Ja, ja. Ja, en als je zo'n snelheid gaat, dan is dat wel redelijk veel.
Mag jij die kant oplopen? Ja, dan mag jij die kant oplopen, je mag gewoon verstrekt worden. Nee, even die kant oplopen. Yes, en dan gaan we dat nog aanhangen, maar je moet recht genoeg in de trek. Welke kant naar links en rechts? Welke kant weer naar links en rechts? Ja, ik hou hem in de gaten. Ik denk dat twee, maar je moet je zo even uitzoeken.
morgen. En dan ging het ook 16 en 20. Ja, dat was hier was buiten 12. Ja, ja. Goed, we gaan hem weer wat u weet. Can you please speak English? Yeah, I can. That's fine. So you can climb in. Yeah. Okay. Okay. You will fasten your seatbelts. Yes. Yesterday I did it once and then I forgot. Okay. Oh, you can try it. Yes. The belt for your hip is most important. Yes. Can you reach the pedals a little bit? Yes. Almost. Yeah. And then do I need to close the... I will help you close the canopy. Thank you. Yeah. Yeah. So yesterday you had one flight? Yes. A longer flight a little bit? Yeah, 19 minutes. Oh, that's nice. Yes. Yeah. It was beautiful, wasn't yes, it? Yes, yeah. Yes, much better than today. Yeah, yeah, yeah. Today yes. The visibility is a little bit yes. Poorer. Oh, so yeah. It's a little bit of yeah, but haze. Yesterday I already saw the moist place. So yeah, 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 yeah. So yeah. And did you steer already a little bit? No. Actually, I just keep it, but I didn't steer anything. I just okay. Keep this one. Yeah. Okay. Yeah. I flew it, but I didn't really do it. Okay. Yes. Okay. I was also a little bit scared. Yeah? Yeah, if whether if I do wrong or not. And yeah, but even if you do things wrong, I'm still in yeah. The back, so yeah. You don't need to be scared. Okay, yeah, yeah. You just need to enjoy. Yeah. It's yeah. Most important. Yes. If you like, you can steer now. Yeah. A little bit, we would like because there are not much thermals, so yes. We don't expect to make a longer flight now. Okay, so I will try to let you steer yeah. As quick as possible. Yes, 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 okay. And when you steer, you only so you have both hands. On yeah. The, if you steer, you have your left hand like that, no, the left hand on your knee, yeah, and the right hand on the stick. Yeah. And you just need to feel it very light. Yes. And if you try to steer a little bit, you feel how light yeah. It is. And actually when we are flying, you need just like this yes. Sort of corrections. Okay. So it's really, really just a little bit just move. A little bit. Yeah, yeah. 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 Often most women are more sensitive with the stick than men. Men always go flying. So just make small movements. Yes. And do you know what the movement of the stick does? Not yet. If you move the stick a little bit forward, yes. The nose goes down. Okay. If you move the stick backwards, the nose goes up. Yes. If you move the stick to the left, left wing goes down. Okay. Right wing goes down. Okay. And with the pedals, you make this movement, but it's not so important right now. Yes. So, what we'll try to do is we'll try to just keep the airplane
straight ahead. However, the airplane always wants got some turbulences in the air. Sometimes the wings are not completely straight. Yes. And if the wings are not completely straight, just a very tiny little bit crossed. Yeah. Then the airplane already starts to move. Okay. And you can see it that the best way is in the distance. Yes. Far that's possible today. Yes. Look in the distance, and if you choose point in the distance where we'll fly to, yeah, then if the airplane is a little bit straight, eigenlijk it's not completely straight, yeah, then the point starts moving. Okay, yeah, because you are making a turn. Okay. Yeah, understand. And then you know if the point starts to move to the right, then you know that you're making a left turn. So you have to make the right wing a little bit lower. Yeah. Don't do it too much, because then it will go back and it will go first, forth, and back and forth. Yeah. That's normal for the first time you steer. Yeah. So that's what we'll try to do. Yeah. During the start, you just can, well, you can also keep your hand on the stick, but I will move. Yeah. And always keep your left hand somewhere on your knee. Yeah. Yeah, I need to touch anything here? No. Okay. You will do it? Yeah. Okay. So that's what we'll do. Yes. Okay. Waiting for this. Waiting for the cable. Yeah, waiting for the cable. Yeah. So. Goeie vlucht. Dank je van de jaren. Je hebt de volgende vlucht. Weet je het vast.
Có số người đang cào cỏ ra để cho để bàn ghế nó dễ dàng hơn. Còn Linh thấy mấy anh đi xa xa gần đây, ảnh xách mấy cái tấm phản quang á cả nhà, để trải xuống và cho máy bay thấy để đáp. Đó đó mọi người, mọi người thấy không? Ảnh đang xách cái tấm phản quang đó. Zoom vào mới được. Linh đi hơi nhanh, hơi bị rung. Đó đó, đây là cái tấm phản quang. This is the reflection. Sorry, the reflection. So when the airplane land, they can see where they should be.